chúng tôi đã nói, rồi chị Nguyễn Thanh Ba, rồi Lê Thị Tâm và Pháp Lanh Minh Hậu và chị Ba, cũng như bao nhiêu người phụ nữ đông phương khác, người mẹ, tấm lòng của người mẹ, trái tim của người mẹ là luôn là vô cùng quý giá cho con cháu. Bây giờ là những lời phát biểu của các con cháu lên đây chia buồn và tâm tình với mẹ trong khi mẹ còn nằm kia và trong giờ phút sắp đến và chia tay với ngàn thu quý biệt. Tôi xin được hết được mời cháu trưởng nữ Nguyễn Thị Thu Tiên lên đây có lời chia buồn và tâm tình. Kính thưa quý ông bà, cô bác, quý anh em, bạn bè, thân hữu. Má ơi, giờ đây chúng con không còn má bên cạnh nữa. Chúng con không còn được thấy hình dáng của má nữa. Má ơi, chúng con yêu má rất nhiều, rất rất nhiều. Những kỷ niệm khó quên nhất là những giây phút cuối con và hai em được cùng má ở Việt Nam, nơi quê hương của má, và cũng là nơi chúng con bước những bước chân đầu đời. Con được về Việt Nam lần đầu tiên và cũng lần cuối, được ngủ trong vòng tay yêu thương của má. Kỷ niệm này trong những ngày còn lại suốt cuộc đời con sẽ không bao giờ quên. Bây giờ con mới hiểu ra vì sao má thương quê mình đến như vậy, bởi vì con cũng vậy. Khi phụ má trở về lại Mỹ, chúng con lại được chăm sóc má ngày đêm để đền đáp công đức ơn sinh thành của má. Chúng con mong mỏi được thêm một ngày, một bữa cơm, thêm một nụ cười, thêm một lời nói, ngay cả thêm một lần được nghe má la đầy chúng con. Trái tim của má là nỗi ẩn đau nấu của chúng con. Bây giờ má không đi cùng với chúng con nữa, nhưng không ai có thể thay thế được vị trí của má trong lòng chúng con. Chúng con thương nhớ má suốt cuộc đời này. Mom, today we don't have you by our side anymore. Mom, we love you very, very much. The memories that I hold on the most is when me and my two siblings were with you in Vietnam, a place where you were born, was also the first place we took our first steps. I got to go back to Vietnam for the very first time, and it was also your last time. I was very blessed that I got to sleep next to you in your loving arms. These last memories will be the memories that I will treasure and cherish for the rest of my life. Now I understand why you risked your whole life to go back to your birthplace, and how much you love your hometown, because I love it too. When we returned to the U.S., all of us were very blessed to take care of you, just like how you have taken care of us, but it is never enough. We are desperate and longing for one more day
to have one more day, to have one last meal, one last word, one last smile, even one last time to have you yell at us. Mom, your heart is our shelter. But now that you are gone, there is no one that could take your place. We love you and will always love you for as long as we live. Come on. Là cháu Nguyễn Thị Thu Tiên nói lời tâm tình với lại đại diện cho các con của chị Nguyễn Thanh Ba, và sau đây thì chúng tôi xin được đến lời tâm tình của các cháu đối với bà. Xin mời cháu Nguyễn Tuyên Trinh. Hello everybody. Today we want to share with you guys our favorite memories with our grandma. Thưa quý vị, hôm nay chúng con muốn chia sẻ những cái lời chân thành nhất đối với người bà người mẹ. For Jen, my favorite memory with Bà Nói was when Hale and Bà Nói look and laugh at each other. Bà Nói has a beautiful smile, and that's what I will miss the most. Em Trinh hay Michelle có nói là kỷ niệm đáng nhớ nhất của con với bà nội là khi bà nội và Heo nhìn nhau và cười. Bà nội có một nụ cười rất đẹp và con sẽ nhớ nụ cười đó mãi mãi. For Carlos, I can still taste the sweet, soft bánh bao that she made for us. Through the food she made, I can feel her love. Thank you, Grandma, for your silent love. Em Collis nói là con vẫn còn nhớ được những cái mùi vị vừa thơm vừa ngọt của bánh bao mà bà nội làm cho con. Thông qua cái những món ăn đó, con cảm thấy được tình yêu của bà. Cảm ơn bà cho những cái tình yêu thầm lặng đó. I remember growing up and following Grandma everywhere and calling her mom. She would always love me, even for how hard-headed I was. I love you forever and ever, Bà Nói. Em Tài chia sẻ là con nhớ khi con lớn lên, con lúc nào cũng đi theo bà nội và con gọi bà nội là mẹ. Bà lúc nào cũng yêu thương con, ngay cả khi con lì lợm nhất. Con sẽ nhớ bà, con yêu bà mãi mãi, bà nội. Jordan, I am extremely grateful for all the things that Grandma did for me. I used to go to Grandma's house every morning so that she could take me to school. And I remember waking up to the smell of eggs. The joy she would bring upon everyone is a true blessing. And I wish I could spend more time with her. Em Jordan nói là con rất là vô cùng là biết ơn vì những điều bà nội đã làm cho con. Con thường đến nhà của bà nội vào mỗi buổi sáng để đi học. Con vẫn còn nhớ mỗi lần thức dậy và nghe được mùi trứng hột gạo ốp la mà bà đã làm cho con. Những niềm vui mà bà làm cho mọi người thật sự là một điều hạnh phúc vô cùng. Con ước rằng là con có thể ở cùng bà nhiều hơn nữa cho đến khi nào hết cuộc đời của con. Brandon, my favorite memory is spending the night in the basement with Jordan and Donam. And every time we get too loud, you come down and yell at us. My favorite thing that I would miss is her ability to bring the whole family together, no matter what it is. Em Brandon chia sẻ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của con là mỗi những cái đêm mà chúng con vui chơi ở dưới basement của nhà bà với Jordan và cậu Năm, thì chúng con rất là ồn ào nhưng mà bà lúc nào cũng thương chúng con, tuy rằng bà hay la chúng con khi mỗi lần chúng con quấy phá như vậy. Điều mà con thích nhất ở bà là bà luôn đem tới cho mọi người niềm vui, nhất là niềm vui trong gia đình, bất cứ là chúng con làm gì đó với bà.
Nathan. I remember when I visited my Bawai in April after working one day after school by myself. And I'm going to miss how thoughtful and caring she was. That day was the last meal that I had directly from her. She never let me leave the house without getting fed, and I will forever be grateful for that and for all the memories and all the stories. Yeah, em Nathan có nói là con nhớ cái lần cuối gặp bà nội ở bà ngoại vào tháng 4 sau khi làm cả ngày rồi sau giờ học. Con rất nhớ là bà rất là lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho chúng con. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng con được ăn món ăn mà do chính tay bà làm. Bà lúc nào cũng make sure làm cho lúc nào cũng nhắc nhở chúng con là phải được ăn no đầy đủ trước khi chúng con đi về, để chúng con sẽ không bao giờ quên được những cái món ăn, những câu chuyện và những cái ký ức mà bà đã dành cho chúng con. Amy, my favorite memory of Banai is when we found out she was in remission for the first time. We threw a big party and celebrated. I remember going up to Grandma and hugging her, and she had the biggest smile on her face. She looked so happy and so relieved. While I hugged her, she rubbed my back, and we just sat there for a while. Em Amy nói là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của con với bà nội là khi con biết tin bà nội, cái ung thư của bà nội được thuyên giảm lần đầu tiên. Chúng ta đã có một buổi tiệc rất là lớn để mà chúc mừng cho nhau. Con còn nhớ là khi mà đến thăm bà nội, con đã ôm bà nội rất là chặt. Bà nội đã cười thật là tươi. Bà nhìn con thật là hạnh phúc và thật là nhẹ nhõm. Trong khi con ôm bà nội vỗ vai của con, chúng ta đã ngồi đó thật là lâu. Elisa, I love how caring Grandma was. Anytime she would go somewhere, she would bring something back for everyone. She would always make sure everyone was okay. She was the glue of this family, and I love her. Em Elisa có nói là con rất là quý những cái điều bà nội chăm sóc cho con. Mỗi lần mà không cần biết là đi đâu, bà cũng lo cho con. Và lúc nào cũng đem về một thứ gì đó cho mọi người. Và lúc nào cũng chắc chắn rằng là mọi người được ok. Bà chính là cái mối liên kết cho cả gia đình. Con rất là yêu bà. Emily, the memory that I will cherish forever is the last time I made you laugh. I asked to give you another massage. You laughed, put your hand on my shoulder, and looked into my eyes with so much compassion. Those last smiles that we shared and the last laugh that we shared will be forever in my mind and heart. I love you, Bawai. Em Emily có chia sẻ là cái kỷ niệm mà con lúc nào cũng giữ trong lòng là lần cuối cùng con làm cho bà cười. Con có nói với bà là con sẽ massage cho bà thì bà rất là vui và để tay lên vai của con, nhìn vào mắt của con với tràn đầy tình yêu thương. Đó là những nụ cười cuối cùng mà con và bà cười cùng nhau, và con sẽ cùng bà cười trong tâm trí con mãi mãi. Con yêu bà ngoại. Jaden, when I was younger, Grandma would always teach me manners. I always wanted to be just like her. I always looked up to her. Until this day, I still look up to her. Em Jaden có chia sẻ, khi mà con còn nhỏ, bà lúc nào cũng dạy cho con cách cư xử. Bà lúc nào cũng muốn con thành một người tốt, và con lấy bà làm gương. Con lúc nào cũng nhìn lên bà, học hỏi theo bà, cho đến ngày hôm nay, bà vẫn là tấm gương sáng cho con. Madison, when I was little, me and JJ and Emily spent the entire day with Grandma. We gave her a pedicure and she let us put on her lipstick.
And she would laugh at us every time we tried to speak Vietnamese. Em Madison có nói là khi con còn nhỏ, thì con dành hết cả ngày chơi với bà. Con làm móng tay cho bà, móng chân cho bà. Bà còn để cho con tha son cho bà nữa. Bà lúc nào cũng cười vui vẻ với chúng con. Và bà hay chọc quê chúng con khi mỗi lần con nói tiếng Việt Nam. Jocelyn, my favorite memory was when me and Grandma, when Grandma and I cooked coconut rau cao. Even when I could barely speak Vietnamese, I still enjoy helping her. Jocelyn, em có nói là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của con với bà là khi chúng ta làm cái rau cao dừa. Mặc dù là con không nói tiếng Việt nhiều, nhưng mà con rất là thích được làm việc cùng với bà. We are all so lucky to have someone so special as you in our lives. You have touched the hearts of those around you. Though this day brings us sadness, because we are longing for one more day, one more word, and one more touch. Little by little, we will not only remember how you left us so soon, but we'll remember all the beautiful memories that's too hard to forget. You will always be our beautiful fighter. Thank you, Grandma. Chúng con thật sự rất là hạnh phúc khi có một người bà đặc biệt như bà trong cuộc đời này. Bà đã chạm đến trái tim của rất là nhiều người xung quanh bà. Cho đến ngày hôm nay, tuy rằng nỗi buồn đau đã đến tới với chúng con, vì chúng con lúc nào cũng mong muốn có thêm một ngày nữa, một lời nói nữa, một lần được ôm lấy bà. Chúng con sẽ không những nhớ hết, nhớ cái ngày mà bà ra đi, nhưng chúng con cũng nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có cùng nhau. Bà sẽ luôn là người lính chiến xinh đẹp của chúng con. Cảm ơn bà. Dạ vâng, đó là chỉ lời cái những cái lời phong dịch ngắn gọn mà con có thể giúp cho gia đình, nhưng mà không có lời nói nào có thể thay thế được hết cái tình cảm thiêng liêng của các con, của các cháu mà dành cho người bà, người mẹ của mình. Xin cảm ơn quý vị.